À đây chú chuyển cho của Nguyễn Phượng 500 này. Ông ơi, là ông chờ tí này cho nó lấy đào xong đó. Ok. Không bao giờ nghiêm túc thì đừng mà đi cùng tập thể. Thế ông Tuấn kia hôm qua có được uống rượu không? Không, hôm qua đi còn có công chuyện đến nhà em dâu mà. Em dâu trên Bắc Quang xuống lên xe đấy, xuống chơi với em một tí. Đâu? Đi nhà em dâu nó, thằng vợ ông út nó ở đây mà. Nên phải lên đấy chứ. Đi đâu đi. Mọi người nhìn bụng chửa của anh Khoanh Việt này. Đâu đây đang phát trực tiếp nhá. Cả nhà chúng ta cứ tươi cười. Này, đang phát trực tiếp đấy. À, đang trực tiếp mà. Hello, chào bà con nhá. Đấy này. Mấy anh này không biết là có ăn có uống gì không mà cứ đưa ra đến đây là làm. Còn đâu đây nhóm tuổi trẻ mặc tộc Việt Nam, đây là ban lãnh đạo đang phát quà, gọi là ai đi là được nhận mỗi người một cái áo tuổi trẻ mặc tộc Việt Nam. Đã đóng tiền. Trời ơi con ơi, thầy đang để cổ động như này con lại đóng tiền, không có ra đóng tiền lâu gì hết. Đây, Mạc Duy Trúc đã nhận quà xong. Lê Mạc sai lờ. Lê Mạc đâu? Đi ra đây. Nhận áo phải sang tiền ngay, không chốc quên mất. Mà đây, vào ghi sổ ngay. Đây, chú Lê, cưới tay luôn tại đây đi. Thử luôn nhá. Lê thử luôn tặng áo nhá. Chị cưới nhá. Cưới cả đây, tặng áo luôn. Cưới hắn nha. Mình XL mình có lấy chặt đi. XL có lấy chặt. Ở đây là ban thờ của gia chủ, chi họ Mạc nhà ta tên đại diện cho mặt tộc Việt Nam là ông Hoàng Đông Sơn, ban phó ban liên lạc mặt tộc Hà Nội là Pháp Hương, tức là Hoàng Minh Tuấn nha, vì ông này nó nhiều tên lắm. Mặc anh đâu? À, cháu này là mặc anh hả? Đây bây giờ mới biết mặt cháu ấy. Hả? À, tăng nghiệp rồi, vừa tăng nghiệp rồi. À, đây khoa anh Việt ấy. Hoàng Minh Tuấn, phó ban liên lạc của Mạc Hà Nội, xin được thay mặt cho các cái tổ chức bảo mạc cùng với lại đoàn
các thành viên đã làm. Xin được kính lại Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Phật một phương chư Phật, kính lại Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần, kính lại bản cảnh thành hoàng, chư vị đại phương, kính lại thiên thần hộ của đất. Vừa luôn. Ông Tuấn này không mặc áo à? Ôi, già này còn trẻ nữa. Hồi chốc nữa tôi lấy cho tay cho ông một cái. Tôi nói với ông Hoàng Minh Tuấn như này nhé, riêng già là già nhưng mà vẫn phải thực hiện để cho mình trẻ ra, chứ tôi không cho phép ông già. Đấy. Tôi là thế. Mà chương trình của tôi Tống Bạc cầm máy hộ ấy. Cái tuổi già rồi ấy mà lại tham gia sinh hoạt trẻ lại như Thành Cường. Đây. Lại được thêm. Ông nhìn lại xem như thế này mà tôi đã già ấy. Ông nhìn chữ chưa, đọc chữ chưa? Rồi, rất trẻ. Vẫn là trẻ trung như này. Ông cứ nói chuyện già. Nên là chồng nữa tôi sẽ đưa ông một cái. Mà ông không quận là không được, không thì tôi đuổi về Hà Nội. Quan điểm rõ ràng, như là thống nhất đấy. Số lượng áo còn nhiều. Mọi người mua mà tặng gia đình đấy là số lượng không hạn chế nhá. Bác Hùng à? Em đi tới Bác Hùng 200 bảo trong các bạn gọi em đã trả lại cho người ta đang không đủ tiền lẻ. Cho một cái lò đi, bây giờ không được. Không, em không có tiền để mua áo vàng nữa. Không được mua áo vàng. Trật tự đừng nói câu đấy nhá. Quan điểm rõ ràng. Thôi. Công việc đấy. Nhưng nói đến tiền nong là mệt lắm. Đỏ rồi. Nhiều màu thế. Thôi nhé, chào mọi người. Tôi này đây. Nên này chả thấy ai xem mình. Mình lại đi xem mình như này, chán lắm. Bye bye.